Xin chào các bạn, lại là cô gái dễ thương đây. Penny Ras là cô nàng chuyên đi lừa đảo, chuyên đi lừa những đối tượng gặp qua mạng. Lúc gặp mặt, cô giả vờ là chị gái của người trong ảnh để lừa anh chàng tiền đi nâng ngực. Ây, em gái tôi không dám đến gặp anh vì nó trong ảnh đột nhiều lắm. Định sau khi nâng ngực xong sẽ đến gặp anh sau. Anh này nghe xong có chút mủi lòng nha. Anh sẵn sàng rút ví để cô em gái thực hiện ước mơ nâng ngực của mình. Đây cũng chưa phải là hết. Ngoài chiêu lừa đảo hẹn hò qua mạng này ra, chiêu cô hay dùng nhất là lợi dụng lòng tốt của người khác. Cô lấy một bức hình hot girl mạng rồi khóc lóc với anh chàng đại gia: tôi nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm tiền cho em gái. Em gái tôi phải phẫu thuật mới có thể sống tiếp được. Anh chàng giàu có thấy bức ảnh cô gái xinh đẹp lập tức rung động. Vậy nên anh mời Penny một bữa ăn thịnh soạn. Penny cũng không từ chối, chẳng hề ngại ngùng mà ăn hết cả bàn ăn. Cô còn dùng chiêu này để lấy tiền đi du lịch. Cuộc đời cứ thuận buồm xuôi gió như vây. Cho đến khi Penny gặp chuyên gia lừa đảo Josephine Chesterfield. Khác với Penny, Josephine dùng sắc đẹp quyến rũ của mình để dụ dỗ cánh mày râu. Ở sòng bạc, cô tia thấy một chuỗi vòng tay đá quý. Cô muốn dùng đồng chip để đổi lấy chuỗi vòng. Nhưng lúc này cảnh sát xuất hiện với người làm mất đồng chip. Josephine chỉ đành trả lại đống đồng chip cho anh ta. Bạn nghĩ Josephine đã thất bại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Josephine đã đánh cháo chuỗi vòng tay thật bằng hàng giả. Ông lão ban nãy đổi số chip thành tiền rồi đưa cho Josephine. Hóa ra ông lão, cô cảnh sát và Josephine chính là người cùng một ruộng. Lần gặp mặt đầu tiên, Josephine chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Penny là kẻ lừa đảo. Penny cũng chẳng bào chữa cho mình. Penny thành thật thừa nhận tất cả. Cô ấy nói mình muốn đến Beaumont-sur-Mer. Và trùng hợp thay, Josephine cũng muốn đến đó, để cô có thể tiếp tục công cuộc lừa đảo của mình. Do vậy, Josephine không muốn Penny tranh giành địa bàn của mình. Josephine bịa ra rằng không có người giàu nào ở vùng đất đó cả. Nhưng Penny chẳng hề tin lời Josephine nói. Hai người rất nhanh đã đến thành phố cảng rồi. Penny đi trước Josephine một bước. Cô nhắm trúng một anh chàng giàu có. Điều này làm Josephine vô cùng tức giận. Cô thuê người nhốt Penny vào trong đồn cảnh sát. Sau đó Josephine đến đồn cảnh sát bảo lãnh, giả vờ lo lắng cho Penny, tiện thể lừa 8.000 đô của Penny. Lúc tạm biệt, Penny còn đang vô cùng cảm kích. Cô còn thấy may mắn vì gặp được người tốt sẵn sàng giúp đỡ mình. Mãi cho đến khi Penny gặp người đàn ông bị lừa chuỗi vòng lần trước trên máy bay, cô mới muộn màng nhận ra tất cả. Kẻ lừa đảo như cô cũng đã đến lúc bị người khác lừa rồi. Penny vô cùng giận dữ bay trở lại Beaumont-sur-Mer. Không có gì là không thể. Penny thấy rằng Josephine sống nhờ vào việc lừa đảo người khác. Vậy nên Penny quyết sẽ ở lại nơi đây, không đi đâu cả. Tiện thể học thêm mấy món nghề lừa đảo. Việc đầu tiên Penny làm không phải là đòi lại 8.000 đô la đó, mà nằng nặc đòi Josephine dạy mình các mánh lừa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Josephine. Josephine sẽ dạy Penny, nhưng là dạy Penny đạo lý, không thể tin người cùng ngành lừa đảo. Sẵn tiện cơ hội này tống khứ Penny luôn. Bước đầu tiên phải kê thuốc đúng bệnh. Đàn ông ai chẳng có máu anh hùng. Vì thế nên chẳng ai cưỡng lại được một người phụ nữ yếu đuối. Josephine thị phạm luôn. Josephine chỉ mất có một tích tắc để rơi lệ. Penny cảm thán, đây chẳng phải là nữ hoàng diễn xuất hay sao? Bước thứ hai chính là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Penny phải điều tra cẩn thận về những người giàu có đó, từ đó lên kế hoạch lừa đảo. Bước cuối cùng chính là nâng cao giá trị bản thân. Từ khiêu vũ, ném thi tiêu hay thưởng rượu, tất cả động tác phải vừa chuẩn chỉnh vừa nho nhã. Sau một quãng thời gian luyện tập, Penny cuối cùng đã đạt tiêu chuẩn. Josephine chuẩn bị để Penny tham gia màn kịch chúa tể của những chiếc nhẫn. Vào một buổi chiều yên tĩnh, quý cô lừa đảo này đang ngồi thư giãn. Người đàn ông giàu có quỳ xuống cầu hôn cô. Josephine giả vờ từ chối. Em không thể cưới anh được, bởi em không xứng đáng với anh. Người đàn ông đến bên an ủi, khẳng định mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Sau đó ông đeo lên tay Josephine một chiếc nhẫn có viên kim cương to như trứng bồ câu. Sau khi đeo nhẫn, Josephine nói với ông ta, em có một người em gái, em không thể bỏ mặc em gái để đi cùng anh được. Đúng lúc ông nhà giàu hào hứng gặp cô em gái, thì ông phát hiện ra cô em gái này thần kinh không bình thường. Cô em gái này còn nghĩ mình là người hoàng tộc nữa chứ. Lúc biết Josephine chuẩn bị kết hôn cùng người đàn ông, cô em gái tỏ ra vô cùng phẫn nộ, khùng khùng điên điên, ăn nói linh tinh, lại còn đề nghị người đàn ông kia qua đêm cùng nữa chứ, khiến ông ta sợ hãi mà hủy hôn lễ. Và Josephine lại có thêm được một chiếc nhẫn kim cương mới. Cảnh tượng điên rồ trước đó chính là màn kịch mà Josephine và Penny dựng lên. Hai người họ, một người dùng sắc đẹp để đi dụ dỗ, một người giả khùng giả điên, làm những vị hôn phu hết hồn bỏ chạy. Họ siêu tầm được đủ loại nhẫn kim cương có giá trị. Đây dường như là sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng lúc chia tiền, Penny chẳng được chia chút tiền nào cả.
Joseph Pye nói rằng Penny sẽ không được trả lương cho đến khi cô học việc xong. Lúc này Penny mới nhận ra, bản thân mình bị lừa mất rồi. Dù trong thời gian này cô cũng tích được 500.000 đô, nhưng Penny vẫn nuốt không trôi cục tức này, giận dữ đùng đùng rồi rời khỏi đám đông. Đây chính là ý đồ của Joseph Pye. Joseph Pye muốn đuổi Penny khỏi nơi này. Nhưng dù thế nào Joseph Pye cũng không ngờ đến, Penny không những không đi, lại còn cạnh tranh việc làm ăn của mình nữa. Joseph Pye nho nhã suýt chút nữa buông câu chửi thề. Tại sao mãi vẫn không chịu đi cơ chứ? Vậy Joseph Pye chỉ còn cách đấu với Penny, để Penny tâm phục khẩu phục mà rời khỏi nơi đây. Joseph Pye chỉ định một người đàn ông, nếu ai moi được từ người này 500.000 đô la trước sẽ thắng. Thomas chính là người sáng lập ra app hot nhất hiện nay. Tính toán một hồi, tài sản của người này ước tính cả tỷ đô. Vì vậy Joseph Pye lên đồ sang chảnh đến sòng bạc. Cô có cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Thomas, nhưng vẫn chưa nói được câu nào cả. Penny giả làm người mù len vào rồi tách họ ra. Bà ngoại của Thomas cũng là người khiếm thị, vậy nên anh vô cùng quan tâm đến Penny, lại còn đích thân giúp cô đặt cược nữa. Sau khi thua cuộc, cô ngậm ngùi, đây là cơ hội cuối cùng của tôi, rồi bỏ đi, tranh thủ giành được thiện cảm của Thomas. Thomas bỏ lại mỹ nhân Joseph Pye xinh đẹp, anh chạy đi tìm Penny. Penny muốn tạo ấn tượng mình là một cô gái với số phận bi thảm, chị gái sứt môi, hở hàm ếch cần phẫu thuật. Còn Penny vì vấn đề tâm lý nên đôi mắt mất đi ánh sáng. Dù có một bác sĩ nổi tiếng có thể chữa trị cho cô, nhưng chi phí quá đắt đỏ, cần đến 500.000 đô la. Sau khi nghe câu chuyện, Thomas vô cùng lo lắng. Anh nói vì bà ngoại mình cũng bị mất thị lực, nên anh đồng cảm với cô, sẵn sàng giúp đỡ cô. Thomas vì cô mà tìm người bác sĩ kia. Thực ra bác sĩ là do Penny tạo ra. Joseph Pye vì muốn tiếp cận Thomas, đành phải đóng giả làm bác sĩ. Cô lại càng thêm ghét Penny, để cô giả thành người mù. Vậy tôi để cô thử chút nước trong bồn cầu nhé. Joseph Pye sau đó lấy lý do chữa bệnh cho Penny, nhân cơ hội lừa cô lần nữa. Thỉnh thoảng còn trừng trị Penny một chút. Trong quán bar, người đẹp không tiếc công sức quyến rũ người đàn ông giàu có. Bên này cô gái mù nói tôi cầm đồ hộ cho. Sau đó cô ném cái túi đi. Lúc này đám đông mới biết rằng cô là người mù không nhìn thấy gì. Hỏi cô họ đang làm gì thế? Cô gái mù nói không sao đâu, cô ấy là bạn thân của tôi. Đó chỉ là bạn trai cũ của tôi mà thôi. Trời ơi, lúc cô ấy tiếp cận anh ta tôi đã thành người mù rồi. Khi Joseph Pye đến nhà vệ sinh, một nhóm người bao vây cô. Họ muốn cô gái này nếm thử mùi đòn. Trong chớp mắt Penny giành được thắng lợi, cô trò chuyện vui vẻ cùng Thomas. Hai người nói mãi, Thomas chợt nói rằng Penny rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên có người khen cô như vậy. Vì vậy, trong lòng cô có chút cảm giác khác lạ. Buổi tối khi trở về nhà, Penny định thương lượng cùng Joseph Pye để đổi một đối tượng khác. Cô không thể ra tay với anh chàng lương thiện này được. Nhưng Joseph Pye kiên quyết không đồng ý. Cô đã nói hết chân tướng với nhóm Sira rồi. Cô bảo bọn họ giữ Penny lại, còn mình đến khách sạn cố gắng dụ dỗ Thomas. Hôm sau, mãi Penny mới đến được khách sạn. Cô được biết rằng Joseph Pye đã ở trong phòng của Thomas cả một đêm. Cô vô cùng nản lòng, định bụng bỏ đi. Đúng lúc này, Thomas đứng ở cửa để nói lời tạm biệt. Anh đột nhiên phát hiện ra Penny có thể nhìn thấy được rồi. 500.000 đô của anh quả thật có tác dụng. Nghe tin Thomas vì mình đã đưa tiền cho Joseph Pye, Penny vô cùng hoang mang. Cô muốn đem tiền của mình bù lại cho anh, nhưng Thomas nhất quyết không nhận. Hai người cứ đùn đẩy một lúc lâu. Thomas thơm má cô một cái, sau đó chạy đi. Lúc này Joseph Pye chạy đến. Joseph Pye nói với Penny, đêm qua hai người họ không hề có chuyện gì cả. Joseph Pye không những không lấy được 500.000 đô mà đồ của cô cũng không cánh mà bay. Hơn nữa, Joseph Pye còn đầu tư vào app của Thomas 500.000 đô nữa. Đột nhiên Thomas gửi cho Penny một tin nhắn. Khi đọc tin ra cô mới biết, vua lừa đảo trong truyền thuyết chính là bà của Thomas. Thomas không chỉ lừa mất 500.000 đô của Joseph Pye, 500.000 đô của Penny cũng bay mất rồi. Hai người lừa đảo cuối cùng bị lừa mất 1 triệu đô. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Sau khi lừa hai cô gái, Thomas cũng gặp lại họ, rồi làm hòa với hai người họ. Anh ta nói với Penny, lừa tiền em là thật, thích em cũng là thật. Cuối cùng, nhóm ba kẻ lừa đảo bắt tay vào con đường làm giàu. Bộ phim Quý cô lừa đảo và Băng cướp thế kỷ đẳng cấp Quý cô rất giống nhau. Đều là những bản remake của bộ phim hài kinh điển năm 1988 Dirty Rotten Scoundrel. Nhưng so với tác phẩm gốc, bản remake này thiếu đi tính chi tiết và logic. Một số tình huống gây cười không được tự nhiên. Nếu rảnh rỗi bạn có thể xem thử nha. Vậy tóm lại là, nếu thích video này các bạn hãy ấn theo dõi mình nha.